Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2024. 70 năm giải phóng thủ đô, những người con Hà Nội đến nay vẫn vẹn nguyên cảm xúc, ký ức hào hùng của những năm tháng không thể nào quên. Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cắt tỉa, tạo tán, gia cố cọc chống cây xanh, giúp hệ thống cây xanh đô thị được gọn gàng, phong quang, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ năm ngày 10 tháng 10. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2024. Đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức, là hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện hơn 3.700 đại biểu tại 63 điểm cầu thuộc các tỉnh thành trên cả nước. Chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương khẳng định, việc xây dựng hoàn thiện chính sách, thể chế theo hướng tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển, được coi là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc cần làm là thường xuyên rà soát các vấn đề pháp lý, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Diễn đàn dành thời gian tập trung thảo luận hai vấn đề lớn, gồm giải quyết một số vấn đề pháp lý về dự án đầu tư có sử dụng đất và một số vấn đề pháp lý về thuế và giải pháp tháo gỡ. Trong đó, nhận diện những điểm còn bất cập do mâu thuẫn không tương thích giữa các văn bản pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng và vướng mắc trong các quy định cũng như tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, khó khăn trong hoàn thuế giá trị gia tăng cũng cần được xem xét sửa đổi, bổ sung quy định để đảm bảo minh bạch chính sách, đảm bảo việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2026, đề án 07, sáng qua, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2024. Tham dự lớp tập huấn có Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ. Trong 2 ngày, gần 70 cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh được tập huấn các chuyên đề thẩm tra xác minh trong hoạt động tư pháp, kỹ năng kiểm tra xác minh kê khai tài sản thu nhập, những điểm mới của luật đất đai 2024 và các văn bản liên quan, những sai phạm thường gặp, những điểm mới của luật đấu thầu và các văn bản liên quan, những sai phạm thường gặp. Với phương pháp đổi mới, các nội dung xác thực, báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã trao đổi về xử lý các tình huống, định hướng, gợi mở, giúp các học viên nghiên cứu sâu các tài liệu. Đây là năm thứ ba Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong giai đoạn mới hiện nay. Thưa quý vị, 70 năm về trước, ngày 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội sạch bóng quân thù, chính thức được giải phóng hoàn toàn. Được sống, chiến đấu và chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, những người con Hà Nội đến nay vẫn vẹn nguyên cảm xúc, ký ức hào hùng của những năm tháng không thể nào quên. Sinh ra và lớn lên trên phố Đinh Tiên Hoàng, con phố trung tâm của Hà Nội, chứng kiến bao đổi thay của thủ đô, những ngày cả thủ đô hướng về ngày giải phóng cách đây 70 năm, ông Tài Duy Khoa vẫn nhớ nguyên vẹn thời khắc bộ đội ta tiến về tiếp quản thủ đô từ phố Hàng Đào, Hàng Ngang. Pháp tuần đầu thì bộ đội lên đấy cờ hoa rực rỡ, tức là dân ra đón như nào đấy thì cờ hoa rất là nhiều. Thanh nam nữ tú lúc ấy là tôi thì còn ít tuổi, 12 chạy ra xem thôi. Đấy, thế là đông lắm, cờ hoa rực rỡ phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường đấy. Rời thủ đô khi là chiến sĩ cảm tử quân, trực tiếp chiến đấu trên đồi Him Lam trong chiến dịch Điện Biên Phủ và vinh dự được trở về tiếp quản thủ đô trong ngày giải phóng. Ở tuổi 95, đại tá Nguyễn Hữu Tài vẫn mang khí thế hào hùng sục sôi của người lính năm ấy để kể về ngày chiến thắng, ngày thủ đô được giải phóng,
ngày đánh dấu sự thành công trong gần một thập kỷ kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta. Khi tôi về đến cầu Long Biên thì cảm giác choáng ngợp bởi vì gặp những tà áo dài, xanh, đỏ, tím, vàng đủ màu sắc ở trên cầu Long Biên. Tất cả chị em đều cầm hoa chờ đón quân giải phóng trở về. Tôi ấn tượng sâu sắc vô cùng. Sau khi ở đến ổn định chỗ trú quân thì tôi việc đầu tiên là phóng ra Hồ Hoàn Kiếm để chiêm ngưỡng lại cái tháp chùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc, những cái ấn tượng nhất của một thời mà chúng tôi luôn luôn trong chiến tranh không bao giờ quên được. Ngày thủ đô Hà Nội giải phóng, ngày hàng ngàn gia đình được đoàn tụ, một cuộc biến đổi lớn với những người Hà Nội và với cả nhân dân cả nước. Toàn thể đồng bào Hà Nội đồng tâm nhất trí, góp sức vượt mọi khó khăn và đạt được mục đích chung, làm cho Hà Nội thành một thủ đô yên ổn, tươi vui, phồn thịnh. Sau 9 năm kháng chiến gian khổ, bằng một niềm tin chiến thắng mãnh liệt, ngày trở về Hà Nội hát vang bài tiếng quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, "Trùng trùng quân đi như sóng", là niềm vinh dự tự hào không thể diễn tả của cả những chiến sĩ thủ đô và người Hà Nội đã thành hiện thực. Thủ đô được giải phóng trong hòa bình và toàn vẹn. Nào cũng nghĩ đến, và đến khi mà được hát cái bài của Văn Cao tiến về Hà Nội thì cảm giác đấy là mình trùng trùng quân đi như sóng, mà năm cô đón mừng đoàn quân tiến về thì nghĩa là cảm giác một cái cảm giác sung sướng, tự hào và xúc động vô cùng. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về, chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu nồng nàn dành cho Hà Nội ngàn năm vang hiến, những người trẻ của thế hệ hôm nay đã và đang có muôn vàn cách thức thể hiện tình yêu đó. Vậy các bạn trẻ đã làm gì để góp phần đưa Hà Nội trở thành nơi đáng sống? Chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ qua phản ánh ngay sau đây. Với người trẻ, yêu Hà Nội chính là mỗi ngày được trở thành một đại sứ du lịch nhỏ để giới thiệu với bạn bè quốc tế về những câu chuyện văn hóa, lịch sử hào hùng. Trước khi mà đến đây thì họ chỉ tìm hiểu qua mạng xã hội hoặc là thông qua bạn bè. Nhưng mà khi mà được tiếp xúc trực tiếp với lại ví dụ như là em giống như là một cầu nối thì một phần nào đó em cũng có thể giúp họ hiểu hơn về con người Việt Nam thân thiện như thế nào và văn hóa lịch sử của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Chủ động tìm hiểu về lịch sử để tự thôi thúc bản thân phải nỗ lực hơn trong học tập. Khi đến đây thì em đã cảm nhận được rằng là mình được sống lại trong một cái giai đoạn đầy gian khổ, khó khăn của cha ông ta. Nhưng đấy cũng là một cái giai đoạn gọi là rất là hào hùng và đáng nhớ. Và cũng chính vì thế nên là em khi xem những cái di tích ở trong nhà tù Hỏa Lò thì em đã cảm thấy là trân trọng hơn và biết ơn hơn những cái gì mà mình đang có. Với tuổi trẻ của bọn em là cái thời đại mà rất là hội nhập thì bọn em có thể dùng cái sự sáng tạo của mình, dùng cái tình yêu lịch sử của mình để lan tỏa những cái giá trị lịch sử, tiếp thêm cái ngọn lửa cho ngọn đuốc của cái lịch sử cháy rực rỡ hơn. Hay góp sức mình làm cho Hà Nội đẹp hơn, trả lại cho Hà Nội vẻ đẹp vốn đã thành thương hiệu, đó là thủ đô xanh, sạch, đẹp. Chương trình này là một chương trình rất là ý nghĩa, thì góp phần tạo nên cuộc sống xanh ở Hà Nội để cổ vũ tinh thần các bạn trẻ trên toàn đất nước là ý thức hơn về môi trường cuộc sống của mình xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, tình yêu Hà Nội còn là sự dẫn thân, song pha của tuổi trẻ. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, để tạo nên những hình ảnh ấm áp nghĩa tình của người Hà Nội. Tình yêu Hà Nội đã và đang được giới trẻ bày tỏ dưới mọi khía cạnh, mọi ngả nhìn về cuộc sống. Tất cả đều mang lại cảm nhận về một thủ đô ngàn năm vang hiến. Người trẻ hôm nay chính là những công dân sáng tạo hứa hẹn sẽ tạo nên một Thăng Long Hà Nội mãi là nơi kết tinh và tỏa sáng văn hóa Việt Nam.
Chuyển sang những tin tức khác. Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ nay đến hết 31 tháng 10, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện hưởng ứng và các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số để tuyên truyền đến cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp. Hoạt động được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phát động ra quân phổ biến hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số như phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phối hợp các sàn thương mại điện tử hướng dẫn người dùng các kỹ năng sử dụng nền tảng, kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số. Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức tháng 10 tháng tiêu dùng số, trong đó thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông tổ chức các hoạt động hưởng cùng các chính sách ưu đãi giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số, tập huấn phổ cập kỹ năng cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, các tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn tỉnh ra quân hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ ứng dụng thiết thực để phát triển kinh tế số và nhiều hoạt động quan trọng khác. Trong phiên điều chỉnh vào chiều ngày 10 tháng 10, giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ tăng mạnh. Trước diễn biến bất ngờ của giá dầu thế giới, các dự báo về giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay vẫn tăng mạnh do giá thế giới tuần qua tăng đến 8%. Dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng từ 1.300 đến 1.700 đồng một lít. Mức dự báo này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá và điều chỉnh các loại phí khác nếu có. Nếu đúng như dự đoán, giá xăng trong nước có thể vượt mốc 20.000 đồng một lít. Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, cơ quan quản lý sử dụng khoảng 9,7 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu trong quỹ 2 năm nay và trích lập vào quỹ này gần 29,3 tỷ đồng. Các doanh nghiệp có số dư quỹ bình ổn dương nhận được 3,2 tỷ đồng tiền lãi trong kỳ, trong khi đơn vị bị âm quỹ này phải trả lãi vay 5,9 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 70 về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 và thay thế quyết định số 50 ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi nhà nước thu hồi đất theo khoản 2 điều 104 luật đất đai. Đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư, lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán chi phí di dời, lắp đặt, xây dựng lại, được cả cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành thẩm định theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư để làm căn cứ bồi thường. Đối với tài sản khác không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, khi di chuyển từ chỗ cũ đến chỗ mới, thì người sử dụng đất được bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt như sau. Trong phạm vi thửa đất, 4 triệu đồng một trường hợp, khoảng cách dưới 5 km, 8 triệu đồng một trường hợp, khoảng cách từ 5 đến 10 km, 10 triệu đồng một trường hợp, khoảng cách trên 10 km, 12 triệu đồng một trường hợp. Tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi theo khoản 3, điều 4, Nghị định số 88/2024 NĐ-CP. Thưa quý vị, mùa mưa bão năm nay dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, kèm theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống cây xanh đô thị. Trước tình hình đó, các đơn vị liên quan đã thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cắt tỉa, tạo tán, gia cố cọc chống cây xanh, giúp hệ thống cây xanh đô thị được gọn gàng, phong quang, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trong thời gian qua, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã huy động hàng chục công nhân cùng với phương tiện trang thiết bị chuyên dụng để tiến hành việc cắt tỉa cây xanh, nhất là với các cây cổ thụ nàng tán và các chủng loài cây có nguy cơ gãy đổ, bật gốc cao trước mùa mưa bão. Hàng năm đến mùa mưa bão thì chúng tôi rất lo, là vì là như vậy là quá trình cây xanh là ra tán nhiều, quá như sợ ngã đổ cho những người đi đường và nhân dân chúng tôi. Được Trung tâm Công viên Cây xanh đã đến cắt tỉa và làm gọn gàng là cây cành của những cái cây xanh ở trên đường Ý Kiều này để đến mùa mưa bão là không đổ gãy. Trung tâm Công viên Cây xanh Huế hiện đang quản lý hơn 70.000 cây xanh các loại, trong đó trên đường phố có đến 38.000 cây với khoảng 60 chủng loài cây khác nhau. Có hàng trăm cây cổ thụ có giá trị cao cần được bảo tồn.
tại các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Ngô Quyền, nơi có nhiều phương tiện và người dân qua lại. Quá trình triển khai, đơn vị cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường trên địa bàn thành phố Huế để công việc cắt, mẻ cành diễn ra nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn trong việc lưu thông. Thường lệ hàng năm để mà mùa mưa bão á, là đồ chúng em là phải cắt tỉa, hạ thấp độ cao những cành cây có thể là gãy đổ trong mùa mưa bão và hạ thấp đọt những tuyến đường trên thành phố để đảm bảo cả thứ nhất là giao thông, thứ hai là cơ sở vật chất của người dân. Theo kế hoạch, hàng năm trung tâm sẽ đưa vào cắt mẻ với số lượng khá lớn, khoảng 4.500 đến 5.000 cây. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ công việc, trung tâm đã khảo sát và lên phương án thực hiện ngay từ những tháng trước. Đối với các tuyến đường nằm ở khu quy hoạch, các công viên và điểm xanh, giải phân cách sẽ được triển khai trước, sau đó tiếp tục triển khai tại các tuyến đường trung tâm có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc và khu đông dân cư như trường học, trung tâm thương mại, chợ, bệnh viện. Qua đó không chỉ bảo vệ, bảo tồn được hệ thống cây xanh, nhất là những cây xanh cổ thụ như xà cừ, muối, long não, phượng đỏ. Cây xanh có giá trị mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan môi trường đô thị của thành phố Huế. Được mùa bão thì chúng tôi đã tăng cường toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên chuyên ngành cũng như là về các phương tiện tập trung cắt mẻ các cái tuyến đường trung tâm của thành phố, đặc biệt đối với các cái chủng loại như là phường vị, phường vàng, chúng tôi tập trung là cắt cao tảng hạ độ cao để đảm bảo an toàn cho được mùa mưa bão. Đề xuất ủy ban thành phố một số chủng loại cây già cỗi nguy hiểm, chúng tôi đề xuất cho chặt và trồng thay thế lại để đảm bảo cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đối với cây xanh trường học, phòng giáo dục và đào tạo cần có kế hoạch kiểm tra, rà soát những cây có khả năng gãy đổ trong phạm vi nhà trường để phối hợp với trung tâm công viên cây xanh Huế kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Để triển khai đồng bộ các giải pháp an toàn cho hệ thống cây xanh đô thị trước mùa mưa bão, đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội. Tiếp tục chương trình với các tin tức giáo dục. Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký chỉ thị số 37 về tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Chỉ thị nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo có tính ổn định trong nhiều năm để các nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động trong hoạt động ôn tập, dạy và học, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên của các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về công tác tổ chức kỳ thi, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học, năng lực kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tổ chức xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, bảo mật, an toàn, có độ phân hóa, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh. Rà soát hoàn thiện các quy trình quy định, đảm bảo chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác xây dựng đề thi và ngân hàng câu hỏi thi. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tổ chức chấm thi, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực. Tổng cục Thống kê ghi nhận trong quý 3 năm nay, cả nước có 1,05 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ này có giảm so với quý trước và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 khoảng 2,24%, giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới mức 3%. Tổng cục Thống kê lý giải, điều này có được nhờ số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp cả nước trong quý này. Ngày 9 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thông tin về trường hợp bị tai nạn giao thông vỡ tim được cứu sống nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện. Tiên lượng vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được ra viện. Trước đó, khoa cấp cứu đơn vị tiếp nhận nam bệnh nhân LVP 26 tuổi, Hải Lăng, Quảng Trị trong tình trạng khó thở nhiều, tím tái, vết thâm tím vùng ngực kèm theo đa chấn thương nghiêm trọng. Tiên lượng nguy kịch, kịp trực đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện. Kết quả khám cho thấy người này bị tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều, nghi do vỡ tim, đa chấn thương, cần phẫu thuật khẩn cấp. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt.
Ekip phẫu thuật tim mạch kèm theo thuốc men, trang thiết bị từ Bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương có mặt tại cơ sở 2 phối hợp phẫu thuật cấp cứu người bệnh. Dưới sự điều hành của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, phó trưởng khoa ngoại lồng ngực tim mạch, ekip cắt xương ức bộc lộ toàn bộ màng tim, máu đang chảy phục mạnh, lượng máu mất khoảng 2,5 lít. Kiểm tra thấy có lỗ thủng lớn kích thước khoảng 2 cm nên cả bác sĩ kẹp lỗ thủng khâu lại kiểm tra cầm máu. Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền tổng cộng 1.400 ml 4 đơn vị hồng cầu khối và 600 ml plasma 4 đơn vị plasma. Cuộc phẫu thuật thành công với sự phối hợp của đa chuyên khoa. Bệnh nhân được chuyển hậu phẫu tiếp tục theo dõi và hồi sức tích cực, biểu hiện tiến triển tốt về tri giác, huyệt động. Sau rút nội khí quản đến sáng ngày 9 tháng 10, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, siêu âm tim cho kết quả tốt, có thể xuất viện trong một vài ngày tới. Tại huyện Nam Đông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết năm thứ 7 thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh. Trong năm thứ 7 thực hiện quy chế, lãnh đạo công an hai địa phương đã tăng cường chỉ đạo công an các quận, huyện giáp ranh làm tổ công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp. Đặc biệt thời gian qua, công an các địa phương vùng giáp ranh đã thiết lập đường dây nóng, tăng cường công tác nắm tình hình tại khu vực giáp ranh để kịp thời thông tin, cùng nhau phối hợp giải quyết, không để xảy ra tình hình phức tạp, tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm. Song song với đó, trong các dịp lễ Tết, thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, công an hai địa phương đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Thời gian tới, lãnh đạo công an hai địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền cung cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Nhân dịp này, có 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc các địa phương vùng giáp ranh thuộc huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế được khen thưởng. Đội cảnh sát giao thông công an thành phố Huế cho biết sau hơn một tuần ra quân, đơn vị đã xử lý hơn 70 trường hợp, phạt tiền gần 30 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông ở độ tuổi học sinh thanh thiếu niên. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Huế đã phát hiện và lập biên bản 74 trường hợp với các hành vi như chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không chứng nhận đăng ký xe, không gương chiếu hậu, giao xe cho người không đủ điều kiện, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tổng số tiền phạt lên đến gần 30 triệu đồng. Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh, đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Sau khi tăng gần 50% kể từ đại dịch COVID-19, giá thuê nhà tại Australia đã chậm lại đáng kể. Một báo cáo của ngành bất động sản cho thấy giá thuê nhà trên khắp Australia đã chững lại trong 3 tháng qua và dự kiến sẽ còn giảm tiếp. Trong quý 3 năm nay, giá nhà thuê ở thành phố Brisbane, bang Queensland và thủ đô Canberra đã giảm từ 0,7 đến 0,8%. Tuy nhiên, ở hai thành phố lớn là Melbourne, bang Victoria và Sydney, New South Wales vẫn giữ ở mức ổn định. Các chuyên gia cho biết thị trường nhà cho thuê đã đạt đến mức trần, khiến người đi thuê không có khả năng chi trả và buộc phải tìm các giải pháp thay thế như thuê chung nhà hoặc chuyển về ở cùng với cha mẹ. Trong khi đó, nguồn cung trên thị trường đã bắt đầu tăng, trong khi Ngân hàng Dự trữ Australia sắp đưa ra quyết định chu kỳ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Đây là những tín hiệu cho thấy giá nhà có thể sẽ đảo chiều trong thời gian tới, sau mức tăng chưa từng có trong 5 năm qua. Chính phủ Mexico đã công bố chiến lược an ninh mới nhằm đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm và bạo lực. Động thái diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực băng đảng gia tăng, và thời gian qua có nhiều chính trị gia đã bị sát hại. Phát biểu họp báo, tân Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch đã nêu ra nhiều nhiệm vụ mới, gồm kế hoạch thiết lập cơ quan chuyên trách về tình báo để tăng cường phối hợp với các bộ phận tương ứng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân.
Bên cạnh đó, kế hoạch cũng bao gồm việc tăng năng lực thực thi pháp luật của vệ binh quốc gia, năng lực trấn áp tội phạm của lực lượng cảnh sát và mở rộng phạm vi điều tra của cơ quan công tố. Hàng trăm cộng đồng trên khắp Mexico sống tại những khu vực mà chỉ có quân đội và hải quân có thể tiếp cận và hỗ trợ. Nhiều gia đình không thể cầu cứu cảnh sát thành phố hay liên bang. Chúng ta cần tận dụng vai trò của vệ binh quốc gia, hiện đang có 133.000 thành viên. An ninh hiện là một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất ở Mexico nhiều năm qua. Nước này ghi nhận hơn 180.000 vụ án mạng trong nhiệm kỳ 6 năm của cựu Tổng thống López Obrador, con số cao nhất trong lịch sử quốc gia này. Trong đợt tổng tuyển cử, cũng đã có hàng chục chính trị gia bị sát hại. Siêu bão Milton đã tăng cấp trở lại lên cấp 5, mức cao nhất trong thang bão tại Mỹ, trong khi di chuyển vào khu vực duyên hải phía tây bang Florida. Các ngôi nhà ở bang Florida, Mỹ đã được đóng ván và bảo vệ bằng rào chắn. Người dân địa phương đã phải tìm nơi trú ẩn trước khi siêu bão Milton ập đến. Tìm một nơi trú ẩn, một người hàng xóm, hãy rời khỏi những khu vực nguy hiểm. Chúng tôi đã được lệnh phải sơ tán, ngôi nhà có thể được thay thế, đồ đạc có thể được thay thế, vì vậy tốt hơn hết là nên rời khỏi thị trấn. Đến nay đã có 5 triệu người tại bang Florida được sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 20 hạt tại bang Florida đã ban bố các lệnh sơ tán bắt buộc và tự nguyện. Milton đã tăng cường trở lại vào chiều nay và hiện là cơn bão cấp 5 cực kỳ nguy hiểm. Nhà Trắng thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định hoãn chuyến đi tới Đức và Angola để xử lý công tác chuẩn bị ứng phó bão Milton và các nỗ lực cứu trợ sau bão Helen. Đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Florida trong hơn một thế kỷ. Điều quan trọng nhất đối với mọi người là lắng nghe các viên chức địa phương và tuân thủ các hướng dẫn an toàn. Trong ngày 8 tháng 10, Milton đã quẹt qua khu vực bang Yucatan của Mexico, gây ra một số thiệt hại và khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện. Tại Cuba, một số tuyến đường giao thông ở miền Nam cũng đã rơi vào cảnh ngập úng do ảnh hưởng của siêu bão. Do hạ lưu ẩm tại vịnh Mexico, Milton là cơn bão có mức gia tăng cường độ nhanh thứ 3 trong lịch sử tại khu vực Đại Tây Dương khi chuyển từ bão nhiệt đới thành bão cấp 5 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hai nhà khoa học nhận giải Nobel vật lý 2024 đã cùng bày tỏ quan ngại về những tiến bộ gần đây của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, với cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát chặt chẽ, AI có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Nhà khoa học người Mỹ John Hartfield và nhà khoa học mang hai quốc tịch Anh-Canada Geoffrey Hinton đã trở thành đồng chủ nhân của giải Nobel vật lý năm nay nhờ những khám phá giúp phát triển học máy với các mạng neuron nhân tạo, qua đó mở đường cho sự bùng nổ của công nghệ AI. Mặc dù rất kỳ vọng vào vai trò của AI trong việc gia tăng hiệu suất, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, song ông Hinton cũng cảnh báo cả nhà nghiên cứu cần tìm cách bảo vệ sự an toàn cho AI trong bối cảnh hiện chưa có cách phòng tránh các thảm họa do AI gây ra, đặc biệt khi công nghệ này sẽ trở nên thông minh hơn con người trong 20 năm tới. Chúng ta hiện không biết làm thế nào để tránh những viễn cảnh thảm khốc liên quan đến AI. Đó là lý do tại sao chúng ta cần gấp rút nghiên cứu thêm. Tôi ủng hộ các nhà nghiên cứu trẻ nghiên cứu về sự an toàn của AI. Ngoài ra, chính phủ các nước cũng cần yêu cầu các công ty lớn cung cấp các cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác nghiên cứu. Năm ngoái, ông Hinton đã bất ngờ khi xin nghỉ việc tại Google để có thể dễ dàng lên tiếng về những nguy hiểm mà công nghệ này có thể gây ra. Còn bây giờ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm từ 77 đến 96%. Thời tiết trên biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.